tay chung tay chia sẻ sự ngọt ngào yêu thương. Thưa quý vị, chúng tôi xin chúc cô dâu và chú rể trăm năm kết chặt tình duyên mới, kết tóc từ đây mãi đến già. Và những nghi thức chính của đại lễ tân hôn ngày hôm nay, thưa quý vị, diễn ra tại sân lễ này, mặc dù rất là ngắn ngủi thôi, nhưng chất chứa trong mọi tâm hồn của chúng ta đó là niềm vui và niềm hạnh phúc, đúng không ạ? Và nếu có gì thiếu sót hay là không làm hài lòng toàn thể quý vị, thì mong rằng quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn hết sức thông cảm và bỏ qua cho gia đình, đặc biệt là yêu thương nhiều hơn nữa đối với cô dâu và chú rể. Và trước khi hai bạn trở về phía dưới bàn tiệc trong vòng tay yêu thương của quý vị, thì ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể một lần nữa hãy cúi đầu để cảm tạ tới tấm lòng vô cùng to lớn đến từ quý ông bà, cô bác ngày hôm nay. Xin mời vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể hãy nắm tay nhau và chúng ta cùng dìu nhau trở về phía dưới bàn tiệc trong vòng tay yêu thương của gia đình cũng như bạn bè và những người thân, đặc biệt là tình cảm đến từ quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn ngày hôm nay. Mặc dù gia đình bận mãi rất là nhiều công việc, tuy nhiên với một tình cảm cũng hết sức là đặc biệt, cho nên ngày hôm nay cô dâu và chú rể cũng rất là hạnh phúc khi được chào đón đông đảo quý vị khách quý ngày hôm nay ạ. Và thay mặt cho ban tổ chức, đặc biệt là trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới An Vui và ban nhạc trẻ Nhật Pháp, xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình của chú Truyền và xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đã giúp đỡ, yêu thương và tín nhiệm để chúng tôi ngày hôm nay vinh dự có mặt ở đây phục vụ gia đình và tất cả quý vị trong một